Xin chào tất cả các bạn chơi môn bài lá bịp. Thì ngày hôm nay thì công ty của bạc bịp lại làm một cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm dòng kính mới, kính Mỹ 12D. Thế đây là cái hộp kính Mỹ 12D. Với cái sản phẩm kính Mỹ 12D này là đeo êm mắt, không đau mắt, không còn mắt và nhìn bài là siêu nét luôn. Và độ bền bỉ nó là đến 3 năm luôn các bạn nhé. Đấy, bên trong này sẽ gồm một cái lọ, hai lọ thủy tinh đấy, đựng mắt len. Mỗi phần lọ là một bên. Và đây là cái dụng cụ để mà các bạn đeo kính này. Đây là cái hộp dụng cụ để các bạn đeo kính khi đi chơi này. Có gương để các bạn đeo này, cây gắp này, cây đeo này. Đấy, đây là cây đeo này. Cái hộp vàng này thì các bạn khi đi chơi xa là các bạn đúc cái kính vào trong đây, bạn đúc từ quần, nó sẽ tiện hơn là đúc cái thủy đúng ống thủy tinh kia. Thế bây giờ mình sẽ lấy cái kính ra cho các bạn xem. Thì đây, đây là cái kính Mỹ 12D các bạn nha. Mình vừa nói đấy, ưu điểm của nó là bền bỉ, dùng nó vài năm luôn, siêu nét, siêu bền. Khi các bạn không dùng thì các bạn về các bạn để lại vào cái lọ bảo quản này là các bạn dùng nó bền luôn. Đây các bạn nhìn này, rất là mỏng luôn. Thế đây là cái cây đeo, bạn để đây, lấy kính ra thì các bạn nhìn cho mình là lấy bằng cái tăm bông này nhá. Đây, nó rất là mỏng và dai bền bỉ luôn. Đấy, con để đây này. Các bạn dùng cái tăm bông này lấy kính ra thì nó sẽ không bị xước kính. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Cũng có nhiều câu hỏi là các bạn là đeo vào là cái màu đỏ này như tím tím như này thì liệu người khác có phát hiện không? Thì mình khẳng định luôn là khi đeo vào nó trùng với màu mắt các bạn luôn. Đấy, nó khớp vào luôn. Là người đối diện là không thể nhìn thấy nha các bạn nhá. Nếu nhìn thấy là mình cho luôn cái kính và cây bài luôn, để khẳng định các bạn như vậy, các bạn không phải lo. Thì bên cửa hàng mình thì có hai cửa hàng, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Thì các bạn cứ qua trực tiếp để test, hoặc các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường xe về, đường bưu điện về, các bạn nhận đúng cái sản phẩm kính áp tròng Mỹ 12D là các bạn thanh toán tiền bưu điện. Thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn bài như thế nào đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử vào cái mắt camera để các bạn, cho các bạn xem. Đây là cái kính thử này, mình sẽ đeo vào camera nhé. Đấy, thì xem mình nhìn bài như nào này. Đấy, thì bài thì có rất nhiều loại bài, thì bên mình phân phối rất nhiều loại bài, rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng. Đấy, đây là rồng đỏ này các bạn nhìn này, và những cái bài nước ngoài. Đấy, đây là con quy này các bạn nhìn này, rất là rõ nét luôn này. Con 1 này. Đấy, con 2 này, con 3 này, K này, 4 này. Đấy, K này, Q này, G này, 10 này, 10 là hình móc chìa khóa nhé, 9 này, à 10 là hình dấu cộng, xin lỗi, 10 là hình dấu cộng mặt nhé. Đây này, cái móc chìa khóa này là con 9. Đấy, 8 này, 7 này, 6 này, đây các bạn nhìn nào, 5 này, gì này. Thì khi các bạn chơi bài mà các bạn nhìn bài như bài ngửa này là rất là dễ chơi, các bạn áp dụng cho tất cả các môn bài luôn. Đây là cái bài xanh, bài xanh 2K, đớp còn gọi là đớp 1K 2001 đây, cho bạn xem luôn. Đây, 9 là móc chìa khóa này, cái này nhìn thấy cả chất luôn này. Đấy, nó ở trên cái góc này là 9 cơ này, các bạn nhìn này. Đấy, 8 này, quy cơ này, 6 cơ này. Đấy, K này, 10 này, át này, 5 này, quy này, gì này, 10 này. Con 10 này là con 10 không có cái đánh dấu gì, là con 10 bích. Đấy, mình nhìn chất luôn. Đấy, 9 bích này, 8 này, 7 này, 6 này, 5 này, 4 này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Khi chơi bài là như bài ngửa luôn. Thì các bạn chơi rất là dễ chơi. Thì cửa hàng như mình vừa nói rồi, có hai cửa hàng, một là Hà Nội, hai là Sài Gòn. Các bạn có thể qua trực tiếp để test hàng. Thì cái sản phẩm này mình sẽ bảo hành cho các bạn. Đấy, bài gì mình có, mình nhận gửi cả đi nước ngoài các bạn nhé. Đấy,
Thì video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu về cái dòng máy bài mã vạch, các bạn xem tiếp video nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy bài bịp CVK làm cái video để giới thiệu đến các bạn cái sản phẩm máy bài bịp mới của hãng. Thì trên trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy bài vừa được chúng tôi sản xuất và nâng cấp những phần mềm này và hệ thống camera giúp con máy bài báo nhanh hơn đấy, và đọc bài là chuẩn xác hơn, chính xác tuyệt đối 100%. Thì giới thiệu trước mặt các bạn đây là con máy bài CVK ngụy trang một con trên một con Samsung. Con này thì giá tầm trung các bạn nhé. Con này là CVK 680F được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đây là CVK 700 đấy, cũng ngụy trang trên nền một chiếc iPhone. Và đặc biệt có hai con máy bài CVK 800 và CVK 900 là ngụy trang trên nền một con iPhone 13 đấy, rất đẹp luôn, máy rất là đẹp. CVK 800 các bạn nhé, CVK 800 và CVK 900, đây là hai mẫu đánh bài là tích hợp công nghệ cao cấp nhất. Thì để chơi một môn bài thì các bạn cần luôn bộ bài mà cái bộ bài mã vạch. Thì đây là những cái bộ bài mã vạch này, nó giống bài bình thường. Chỗ các bạn chơi cái bài gì bên nhà tôi đều có để cung cấp cho các bạn đấy. Thì để không làm mất thời gian của bạn, tôi sẽ đi vào tôi đánh cho các bạn những để các bạn thấy cái độ hiệu quả của cái máy này nhá, và tốc độ báo bài của nó như nào. Nói qua về cái ưu điểm của con máy bài CVK 800 và CVK 900 này thì thiết kế của nó rất là đẹp, cứng cáp và tầm quét của nó là rất rộng và xa đấy, và nhanh. Đấy là những cái ưu điểm. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài liêng của CVK 900 nhé. Thì khi chơi thì các bạn sử dụng cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này, các bạn cho vào nhĩ tai đấy. Thế còn bình thường thì tôi test thì tôi để ra ngoài luôn. Mặc định khi các bạn cài đặt máy thì tự động sẽ kết nối tai nghe và không phát âm thanh trừ khi để cố tình để ra ngoài đấy, các bạn không lo là đang ấy nó lại nói nhá. Tôi đánh thử môn liêng, tôi để cho là báo một nhà lớn nhất. Đây bài đây, đặt thế này. Máy báo 1 đấy các bạn, đặt ra là báo thôi. Máy báo 1. Đây. 4 điểm thôi nhưng mà nhất nhá. Đấy. Nhà số 2 này chỉ có 2 điểm này. Nhà số 3 này 1 điểm này. Nhà số 4 3 điểm này. Đấy, trong quá trình chơi các bạn phải tăng giảm người chơi ở đây. Đấy. Đấy là tốc độ của con máy CVK 900. Bài thì đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy, cắt đi để báo này. Đấy, rất nhanh. Đây là con CVK 900 này. Vừa rồi là tôi vừa chơi thử một trận cho các bạn môn liêng. Cái con này thì có thể chơi tất cả các môn bài nhà Việt Nam nhé. Ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng sâm phẩm à, chắn này. Trong miền Nam chơi bài cào, binh thuật xám, binh Ấn Độ, gờ, hâm năm ná và biểu. Thì đây, đây là con máy đánh bài CVK 800. Tất cả nó còn đều nguyên sim này nhé. Đấy, mới đét 100%. Tôi sẽ test cho các bạn môn 3 cây. Thì tất cả chơi thì để các bạn cài đặt thì nó đơn giản không có gì cả. Tôi để 4 người chơi chế độ ra ngoài môn bài 3 cây. Thì đánh 3 cây thì lại phải bỏ lọc. 9 ăn à, 9 nhịn 10 ăn, môn bài 3 cây là như vậy. Với cái máy này anh em chơi được binh sập sám này, binh Ấn Độ và bài cào nhé. Ở trong miền Nam hay chơi những các môn đấy. Tôi để 4 người chơi. Đó.
Máy báo 1 thì các bạn bỏ đi một lá. Đấy, nhất 1 chia 1. Đấy. Thì chơi ba cây thì cứ bốc, thì mình bốc cái thì là mình nhất. Thế đây là 9 điểm này. Đấy. Mình tính cái như bình thường. Đây cũng 9 nhưng mà 9 nhỏ hơn. Đấy, 9 có 2 rô thôi. Đây của nó là 6 rô cơ. Đấy. Đây 8 điểm. Đấy bạn đấy à, báo rất nhanh luôn. Tôi kép thêm các bạn muốn liêng của máy, con máy này. Liêng thì tôi để báo chế độ hai người đi, hai nhà lớn nhất nhé, vấn đề bốn nhà chơi cho nó dễ chơi. Để liêng thì lại chơi cả bộ cả người luôn. Đặt 4-2 này, cắt đi này. Đấy chưa, 2-3 nhá, mình sẽ tính là 2-3 cái thứ hai cắt đi ạ. Và khi tôi nhân bài lên thì nó lại chia một con bài nó khác và nó quét vào, thì mình tính cái thứ 2-3. Đấy. Bạn nhìn qua này, rất chuẩn luôn nhé. 2 là 7 này. Đấy. 3 là 6 này. 5 này. Đấy. Để cháo đều thêm một chút nữa cho nó đi bớt người. Test thêm cho bạn ván nữa đây. Thì khi các bạn chơi ạ, thì các bạn kết nối với tai nghe nó sẽ không báo cái này nhá. Các bạn lưu ý như vậy, không phải lo nó nói này đâu. 1-4. Một liêng nhá, 1-4. Thế đây, máy báo 1 thì là liêng rồi này, 2-3-4 này. 4 này. 4 là 7 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại này. Không có gì này. Thế đấy là con máy đánh bài CVK 800. Vậy chúng ta sẽ chuyển căn sang con CVK 700. Đây con CVK 700 này, tôi sẽ đánh cái môn bài cào đi. Bài cào miền Nam. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đặt đây. Đây hiện giờ đang kết nối vào tai nghe. Tôi sẽ mở vào chế độ loa ngoài. Đó.